Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Hỏi Sanity. Mình là Eric. Tiếp tục với series chém gió cho vui thì hôm nay trong video này mình sẽ review nhanh một vài channel giúp các bạn học tiếng Anh nha. Thì đầu tiên các bạn có thể thấy rằng là chúng ta có một anh Tây rất là nổi tiếng. Anh Tây này thì hiện nay thì anh ấy có một người vợ là người Việt Nam, cũng như là như các bạn biết rằng là đã có một thời gian thì anh ấy là một hiện tượng của YouTube Việt Nam mình, một cái thầy giáo dạy tiếng Anh, đấy chính là Dan Howard. Thì đối với anh này thì các bạn có thể thấy rằng là cái lượng subscriber của anh này là hơn 1 triệu người. Mình biết anh này thì khi anh ấy ở khoảng 500 nghìn thôi, tuy nhiên là bây giờ anh đã là khoảng 1 triệu người rồi. Thì đối với anh Dan Howard này thì mình đánh giá rất cao anh này. Bởi vì thứ nhất anh ấy là người Mỹ chuẩn rồi, người ta là người Mỹ mà. Thứ hai là anh ấy có lượng video khi anh ấy làm có một cái ekip người Việt các bạn, tức là những cái nội dung mà anh ấy có thể nói được tiếng Việt cũng như là nói tiếng Anh. Thì đối với khi các bạn xem channel này, các bạn thấy rằng là những cái lỗi anh ấy sửa thì nó rất là thân thuộc cũng như là rất là gần gũi thôi. Thì khi xem channel này, mình gợi ý cách xem cho các bạn nhé, là các bạn nên xem từ cái video cũ nhất cho đến cái video mới nhất. Thì cái mà lý do anh ấy không làm nữa thì các bạn xem, các bạn có thể biết rằng là đối với người Tây ấy, người ta có một cái passion hay là có một cái đam mê của người ta. Thì anh ấy nhận thấy rằng là cái việc dạy tiếng Anh với người Việt chúng ta không phải là cái niềm đam mê chính của anh ấy. Tuy nhiên thì những cái giá trị cũng như là cái những cái đóng góp của anh ấy mang lại cho chúng ta thì chúng ta không thể phủ nhận. Thì các bạn thấy rằng là anh ấy làm video từ 6 năm trước rồi cho đến bây giờ thì các bạn thấy rằng là với một cái lượng video thì trên này hơn 100 cái video. Khi các bạn xem ấy thì các bạn có thể click vào tab playlist. Thì khi mình xem cái này thì mình hay thích cái là cái những lỗi gọi là tiếng Anh ngố ấy các bạn. Thì khi các bạn dùng một cái là ví dụ như là cái gì nhỉ, chúng ta có là ví dụ tự dưng mình lại quên mất rồi. Ví dụ các bạn có các phần ví dụ là về văn hóa hay là về tiếng Anh ngố chẳng hạn này. Khi các bạn xem ấy thì ví dụ ở đây thì mình nhớ một cái là mỗi một lần khi bạn xem thì khi anh nói thì các bạn có thể thực hành theo cũng như là các bạn gọi là bổ sung kiến thức cho các bạn. Mình nhớ có một từ từ ngon là gì nhỉ, mình quên mất rồi. Thì tí nữa chắc mình nhớ thì mình sẽ chăm gió sau nhé. Thứ hai thì đấy là cái channel đầu tiên mình biết đến gọi là chuẩn chất Tây luôn nhá. Thứ hai các bạn có thể biết đến là đấy chính là cái channel Rachel English chẳng hạn. Tuy nhiên thì cái channel này thì bây giờ gọi là với lượng video khoảng 1.000 cái cũng như các bạn thấy rằng là lượng subscriber khoảng 3 triệu người subscriber. Thì cái channel này cực kỳ ủng hộ cũng như là một trong những channel gọi là một những cái channel dạy tiếng Anh mà thành công nhất mình biết trên cái YouTube này. Thì các bạn có thể biết rằng là người ta là người California, giọng người ta cực kỳ dễ nghe. Thì mình sẽ đánh giá về ưu điểm trước của cái channel này nhé. Thì về ưu điểm của channel này thì các bạn thấy rằng là thứ nhất là cô này thì thứ nhất là giọng chuẩn, giọng Anh Mỹ. Nếu như các bạn theo giọng Anh Mỹ thì cái cô này nói rất dễ nghe cũng như là giọng cực chuẩn rồi. Thứ hai các bạn thấy rằng là những cái topic cô cover thì nó rất là nhiều. Các bạn thấy rằng là những chủ đề gì hot cũng như là mổ xẻ gọi là giống như là một nhà phân tích ngôn ngữ ấy, thì cô làm cực kỳ giỏi. Thì có thể công nhận cái này người ta làm giỏi thật. Tuy nhiên thì các bạn thấy rằng là nếu mà các bạn làm theo một nhà phân tích ngôn ngữ ấy, các bạn thấy rằng là các bạn học tiếng Việt rồi mà, các bạn thấy rằng là học ngôn ngữ ấy, các bạn phải đi phân tích rồi là so sánh vùng miền rồi các kiểu thì đúng là chúng ta không bao giờ học nổi tiếng Việt được. Nó cũng giống tiếng Anh, giống như tiếng Việt mà các bạn thấy rằng nó có ngữ pháp, nó có những cái riêng biệt, có những cái tùy thuộc vùng miền. Thì xem cái channel này thì mình nghĩ rằng là sẽ tùy sở thích của mỗi bạn. Bạn nào mà thích gọi là phân tích ngữ nghĩa hay là thích gọi là mổ xẻ nó ra, gọi là đến gọi là đường lông kẽ tóc ấy, thì các bạn nên xem channel này. Còn cá nhân mình thì mình không prefer, cũng như là đây không phải là channel favorite của mình. Thì các bạn có thể hiểu rằng là khi chúng ta học vậy, chúng ta học ngôn ngữ chứ chúng ta không phải học toán lý hóa. Chúng ta phân tích nó quá kỹ cũng chẳng làm gì cả. Cái quan trọng của chúng ta là thực hành. Thì tuy nhiên các bạn có thể gọi là như mình nói ấy, với lượng video khoảng gần 1.000 cái thì sẽ có những cái các bạn sẽ thấy hữu ích, có những cái các bạn không thấy hữu ích. Thì cái này là tùy quan điểm của mỗi bạn nha. Thì cũng như cái channel trước, mình luôn recommend các bạn khi xem ấy, các bạn đừng xem vào cái là most popular. Cái đấy không cần thiết đối với các bạn. Các bạn nên xem từ cái oldest, tức là các bạn nên xem từ những cái video đầu tiên của người ta. Những cái video đầu tiên ấy, khi channel nó chuyển đổi cho các bạn thì những cái content của người ta thường là rất là chất lượng cũng như là người ta đầu tư nhiều tâm huyết vào. Thì các bạn nên xem từ những cái video đầu tiên, hoặc là các bạn có thể click vào cái tab playlist ấy, người ta đã xếp theo từng chủ đề rồi. Các bạn yếu chủ đề nào thì chúng ta sẽ thực hành theo chủ đề đấy nhá. Thì sau khi đối với cái channel này thì mình có biết một cái channel nữa, cái anh này chính là một cái anh người Việt kiều thôi. Thì chúng ta sẽ gọi là hết Tây thì chúng ta sẽ học với Việt kiều nha các bạn, chứ mình không recommend các bạn gọi là học với người Việt nhá. Thì ngay cả mình chẳng hạn, mình dạy các bạn cũng đừng học, bởi vì là đấy là lý do mình là người Việt thì sẽ đọc sai cho các bạn.
Thì ở đây thì đối với anh Thái Lan Vi này, hay các bạn gọi là Thái Vi Lan cũng được, thì cũng như những người trước ấy, thì anh này bây giờ tạm thời là, tức là bây giờ thì người ta không còn làm nữa rồi. Tuy nhiên thì các bạn nên xem cái playlist ấy, nó có những cái tiếng Anh thông dụng này, những cái từ thông dụng. Ngày xưa thì khi mình học anh này thì mình biết cách dùng từ fuck chẳng hạn. Đấy, khi các bạn dùng ấy thì khi nào dùng cho nó đúng, chúng ta chỉ dùng I fuck you hay cái gì gì ấy thì nó gọi là không chính xác. Cũng như là từ fuck ấy, nó có rất nhiều nghĩa, cũng như nhiều cách dùng. À, ví dụ như là hôm nay chẳng hạn là mình rất bận làm chủ trước đúng không? Mà nếu mà mình nói theo nghĩa thông tục là I'm fucking busy during my YouTube videos chẳng hạn. Đấy, các bạn có thể dùng từ fuck ở đây để gọi là chỉ gọi là cực bận chẳng hạn. Các bạn không thích dùng very busy hay là really busy hay cái gì gì đấy, thì các bạn có thể dùng fucking busy chẳng hạn. Đấy là cách mình dùng cũng như là mình học ở này. Thì anh này thì cũng tương tự, thì các bạn nên xem theo các playlist hoặc là các bạn nên lội từ những cái video cũ nhất của người ta và xem nha. Thì chúng ta kiểu là xem tích lũy ấy. Mỗi một ngày các bạn xem, các bạn biết một chút thì dần dần đấy, thì tiếng Anh là tích lũy mà, các bạn tích lũy nhiều thì các bạn sẽ thấy rằng các bạn sẽ thoải mái về dùng nó thôi. Thì đấy là cái channel của một anh Việt kiều. Thì nói đến Việt kiều ấy thì các bạn sẽ không thể không biết đến anh Kenny Nguyễn. Anh này thì người ta gọi là cũng người California luôn, thì người ta gọi là có quốc tịch đàng hoàng. Thì anh này cũng có về Việt Nam cũng livestream, mình cũng có cơ hội mình xem anh ấy livestream, mình cũng biết Facebook của anh này. Thì đối với anh Kenny Nguyễn này thì các bạn thấy rằng là anh này thì khá chị là đẹp trai. Thì anh ấy làm thì mình biết anh này từ lâu lắm rồi, từ cái ngày, tức là anh này cũng break một thời gian. Thì cái thời gian anh ấy break ấy, thì cái lượng subscriber của anh không tăng. Thì ngày xưa mình biết thì nó khoảng 200.000, còn bây giờ thì anh ấy làm đến khoảng 500.000 anh ấy dừng, thành ra nó bị chững lại. Chứ không nếu mà anh ấy làm liên tục ấy, bây giờ cả triệu subscriber rồi. Thì đấy là anh Kenny Nguyễn. Thì đối với anh này thì khi anh này có một cái đặc biệt, đấy chính là khi anh ấy dạy các bạn ấy, thì anh ấy thường gọi là lấy ví dụ qua tiếng Việt của mình. Với một cái nữa là đối với những bạn trong Nam ấy thì có thể các bạn sẽ thích anh này, bởi vì anh ấy là giống như các bạn là giọng người miền Nam ấy, thì đôi khi những cái từ ngữ của người miền Nam thì so với người miền Bắc của chúng ta chẳng hạn, thì mình là người miền Bắc thì khi các bạn nghe một từ nói tiếng Anh ấy thì người miền Nam thường là nói nhẹ hơn, cũng như là có những từ gọi là âm điệu, các bạn biết rằng giống như các bạn nói tiếng Việt thôi thì giọng Nam và giọng Bắc nó đã khác nhau rồi, nó không trầm, nó bổng khác nhau. Thì như vậy thì những bạn nào mà giọng nam chẳng hạn thì các bạn có thể xem anh Kenny Nguyễn này, nó cực kỳ dễ. Cũng như là khi anh ấy dạy thì các bạn biết rằng là bởi vì là anh ấy cũng giống như là ví dụ là các bạn có bố bố là người nước ngoài trong khi mẹ là người Việt chẳng hạn, các bạn được tiếp xúc với hai ngôn ngữ ấy, thì các bạn sẽ có một cái cảm giác cũng như là một thói quen hay nói khác là một cách học nó dễ dàng hơn. Thì đối với anh Kenny Nguyễn này thì các bạn cũng gọi là cũng nên xem theo các playlist, bởi vì là đối với một channel mà cái khối lượng video nó quá chi là nhiều đó các bạn, thì các bạn nên xem theo cái playlist mà người ta đã xếp sẵn rồi. Ngoài ra thì các bạn như mình nói ngay từ đầu ấy, những channel này nó làm được một thời gian, nó gọi là nó, tức gọi các bạn hình dung rằng là nếu một ngày các bạn làm một video đúng không, thì một tháng các bạn chỉ ra được 30 cái thôi, một tháng 30 cái, một năm thì cùng lắm các bạn ra được khoảng 100 150 cái là nhiều rồi. Đấy là một năm thì người ta làm thì cũng chỉ làm cùng lắm được vài trăm cái video thôi. Các bạn chịu khó là các bạn xem từ cũ đến mới ấy. Thì các bạn xem từ cũ ấy thì các bạn thấy rằng là những video người ta cũng là sắp xếp tương tự thôi, thì các bạn sẽ thấy được cái nào cái hay, cái nào cái gọi là các bạn muốn xem. Thì mình không recommend các bạn xem cái most popular nha, bởi vì là xem cái nhiều người xem nhất đấy không phải là các bạn cần đâu. Các bạn nên xem cái gì mà các bạn đang yếu, những cái các bạn biết rồi, tuy nhiên là khi các bạn xem ấy thì các bạn thực hành theo thì nó cực kỳ hữu ích. Thì mặc dù mình biết nhiều cái rồi nha các bạn, nhưng mà ví dụ ngày xưa khi mình không đọc được từ bạn gái chẳng hạn, ví dụ như girlfriend chẳng hạn, mình hay đọc là girl đấy các bạn, ví dụ các bạn nhiều bạn sẽ đọc như vậy thôi, chúng ta không đọc được cái âm r, cái tức là al ấy, thì chúng ta sẽ luyện đọc. Thì như anh này thì mình luyện cái âm đấy với anh này, thì rất chi là may mắn thì mình đã luyện được cái này nhờ anh này. Thì đấy là lý do mình biết đến anh này nha. Và channel cuối cùng mình gọi là một trong những channel gọi là mình ưa thích của mình. À, bạn này thì nói chung là dĩ nhiên là nhiều bạn sẽ không biết bạn này, bởi vì là khi mình search chẳng hạn thì người ta, thứ nhất là người ta không nói tiếng Việt. Với thứ hai rằng là khi các bạn tìm một từ gì đấy ấy, thì các bạn chỉ cần search xem là hướng dẫn cách đọc cũng như các bạn nghe người ta đọc cũng như các bạn xem người ta đọc như thế nào. Nói thật bạn này mình cũng chẳng biết cách đọc tên của bạn này. Bạn này là coach san sao gì ấy, tức là người ta ghép tên lại, tức là người hướng dẫn thôi. Thì đối với bạn này thì ngày xưa mình học cái từ là get out of here, tức là thay vì các bạn đọc là get out of here chẳng hạn, thì các bạn sẽ là đọc kiểu là ví dụ khi các bạn nghe người ta nói thì người ta là get out of here, thì các bạn nghe thì các bạn sẽ biết được là thực chất bản chất của bọn Tây ấy, nó những cái từ chúng ta không được học ấy thì thực chất là nó đọc luyến đi hay nó đọc như thế nào. Thì mình không có bạn là người Tây
Thành ra là chúng ta không thể biết được là bọn nó đọc như thế nào, bởi vì là đôi khi tai chúng ta nghe nó còn gọi là nói sai với chúng ta. Thì khi đọc với bạn này thì đối với cái thầy này thì các bạn phải xem những cái video thì mình hay xem từ cái Odys, hoặc là mình cũng tương tự mình cũng xem những cái gọi là playlist của thầy này. Thì có những cái khi mình học với bạn này thì người ta cũng gọi là viết bảng, người ta cũng dạy cực kỳ dễ hiểu. À, có một điều đặc biệt rằng là người ta cũng có trả lời những câu hỏi, gọi là người ta có đọc comment để người ta làm những cái video theo những câu hỏi. Thì có nhiều câu hỏi là do người Việt Nam mình đặt các bạn. Đấy là các bạn xem, các bạn tự tìm hiểu, các bạn đánh giá nhé. Tức là người Việt Nam chúng ta thì đôi khi cũng có nhiều câu hỏi, ví dụ là làm sao để đọc âm này cũng như từ này đọc như thế nào. Thì như vậy thì khi bạn xem những cái video như thế này thì các bạn sẽ thấy rằng là đôi khi chính bản thân các bạn là người gọi là người đang đặt câu hỏi, thì người ta chính là người giải thích. Thì khi mình gọi là tiêu chuẩn của mình khi chọn một cái channel ở trên gọi là YouTube để học tiếng Anh chẳng hạn, thì ở đây ấy, mục tiêu của mình chỉ là tức là các bạn muốn nói như thế nào để người bản xứ hiểu nhé. Tức mục tiêu của mình là để nói chuyện với người bản xứ, chứ không phải là mục tiêu của mình là học tiếng Anh để nói chuyện với người Việt nhé. Các bạn phải xác định rõ được là mục tiêu các bạn học để làm gì, chứ các bạn học mà chỉ để gọi là thi TOEIC hay là thi IELTS xong các bạn lấy một cái bằng để đấy thì mình nghĩ rằng nó cực kỳ phí, bởi vì bản chất là cái bằng của các bạn nó cũng chỉ có giá trị trong 2 năm xong rồi vứt thôi mà, các bạn treo để cho đẹp thôi. Còn cái chúng ta dùng ấy, tức là các bạn dùng để cho công việc của bạn, các bạn hình dung rằng là chẳng may sau này có một cái cơ hội cho các bạn đổi đời chẳng hạn, các bạn có thể làm công ty nước ngoài hay là các bạn có thể gặp đối tác, thậm chí là các bạn chỉ là trao đổi nói chuyện thôi, thì cái việc các bạn học ấy, nó cực kỳ hữu ích cho các bạn. Chứ mình không nói là các bạn học gọi là để học ngôn ngữ như học toán lý hóa để học lấy bằng cấp nha, mình không bao giờ đi theo cái hướng đấy. Thì ở đây thì đấy là những cái channel mà mình share với các bạn. Mình không recommend các bạn một channel tiếng Việt nào hết, bởi vì cá nhân mình đánh giá rằng là người Việt dù các bạn gọi là học giỏi đến đâu ấy, nhưng mà các bạn ở Việt Nam mình thì chúng ta vẫn bị cái giọng gọi là cái accent của người Việt thôi. Còn tùy những cái bạn mà ví dụ như thầy Tùng hay là thầy Bách hay những thầy gì 8 chấm hay 9 chấm, thì những người vậy thì người ta cũng khả năng người ta cũng cao siêu rồi. Mình gọi là trình độ của mình chưa bằng với người ta thì mình không bao giờ đánh giá người ta hết. Tuy nhiên thì đối với quan điểm của mình vẫn prefer hay nói khác, mình chưa ưu tiên người Tây hơn, cũng như là những người mà sống tại nước ngoài. Người ta lúc nào người ta gọi là hàng ngày ấy, cái việc sử dụng tiếng Anh chính là cái miếng cơm của người ta, hay nói khác là người ta không sử dụng tiếng Việt ấy, thì dĩ nhiên là người ta không bao giờ bị những cái mắc sai cũng như là những cái lỗi mà người Việt chúng ta gặp phải. Thì đấy gọi là cái tiêu chuẩn của mình khi chọn một cái channel cũng như là đánh giá của mình nha. Thì trên đây là những cái YouTube channel học tiếng Anh mà mình biết cũng như là mình đánh giá là chất lượng khá là cao. Thì ý kiến của bạn là như thế nào? Các bạn có thể comment bên dưới video cho mình biết nha. Nếu các bạn thấy nội dung video hữu ích, đừng quên like, share cũng như bình luận bên dưới video. Nhấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.